viết bằng tay trái, vẽ bằng tay trái, thậm chí có người sử dụng thành thạo cả hai tay khi viết như thế này. Như mình là người thuận tay trái nè, tới hồi mà còn nhỏ đi học á là cứ viết tay trái thôi, nhưng mà bị cô la, cô khẽ tay và bắt mình phải đổi qua viết tay phải, mình cũng không hiểu cái lý do vì sao lại như vậy luôn. Thì bé nhà mình á thì cũng có cái thói quen viết bằng tay trái, nhưng mà với mình thì mình thấy nó viết nó ngược quá nên là mình đã tập cho bé viết lại tay phải. Cũng có đôi khi là bất tiện, tại vì Việt Nam mình không có thiết kế những cái chỗ ngồi hoặc là những cái nơi mà ngồi riêng cho những người tay trái, nên họ phải ngồi chung với người thuận tay phải, cho nên là bất tiện. Tại sao có những người thuận tay trái mà không là tay phải như số đông nhiều người? Chính vì sự khác biệt này nên khi vào học, đa số các bé thuận tay trái được gia đình và nhà trường luyện viết sang tay phải để tiện hơn trong việc học tập và sinh hoạt sau này. Tuy nhiên, không dễ gì để thay đổi thói quen này cho các bé. Vì vậy, câu chuyện được nhiều phụ huynh quan tâm là khi trẻ thuận tay trái nên để trẻ phát triển tự nhiên hay cần tập cho trẻ chuyển sang tay phải. Thuận tay trái cũng hay. Chết rồi, mày đâu biết ai thuận tay trái đâu mà mời tới làm khách mời chương trình bữa nay. Thuận tay trái, thuận tay trái, thuận tay trái. Alo bà hả? Ê, bà thuận tay trái hay thuận tay phải? Thuận tay nào hả? Bà biết ai thuận tay trái không? Không hả? Trời, thôi đừng có mắc công, để tôi gọi người khác. Thuận tay trái. Alo. Anh à, cho Tường hỏi cái là gia đình mình á, bà con cô bác dòng họ mình có ai thuận tay trái không anh? Không hả? Cái gì? Thuận chân trái hả? Đúng rồi, trên bộ tôi đang ghi hình nè. Đang quay cái nóng. Rồi. Cũng không luôn ai bây giờ. Hả? Trời ơi có là hả? Rồi. Ê, tôi đang quay chương trình ghế nóng nha. Lên lẹ, phi tới liền nha. Rồi, ok. Trời ơi, nghe điện thoại của chị cái lẹ. Em phải có mặt liền, không tới liền. Trời ơi, 80 người mới gọi được cho cô. Em nói nghe, ủa vậy là rốt cuộc là em thuận tay trái hả? Nói thế nào nhở, em thì là thuận cả hai tay. Tức là bình thường thì em sẽ ăn cơm này, viết bằng tay phải, cầm ly, cầm cốc rồi rót nước, hoặc là như đây thì em vẫn có thể làm tay trái được. Ủa sao hay vậy ta? Hồi nhỏ chị nhớ cũng có giai đoạn chị coi phim á, cái chị Nhiễm chị bắt trước chị lấy hai tay viết gì chờ. Viết hai chữ là một cái vuông vuông một cái hình tròn đúng không ạ? Chị làm không có được. Chuyên mục ngày hôm nay của mình á là bàn về những cái người thuận tay trái. Theo như em vậy thì nói chung là tạm gọi là em cũng thuận hai tay đi. Cũng gọi là thuận hai tay đi. Thì theo em thấy cái thuận tay trái nó có gì thú vị không? Hay là nó có cái gì nó khó khăn? Khổ nhất là lúc mới đi học á chị. Khổ nhất là lúc mới đi học. Bị ngược ngạo bị ngược ta. Bị ngược phá lúc mà ăn đi chị. Mẹ em suốt ngày nói mẹ ở chứ. Tập cái tay phải đi. Đi đến đâu làm cái gì tay trái cũng ngược với người ta. Ủa nhưng mà vậy rồi hiện giờ mấy đứa con em thì sao? À con em là cu nhà em ạ. Cu nhà em thì em phát hiện ra là cháu cũng giống em. Tức là lúc mà hồi nhỏ chị em uốn nắn cái việc mà bé viết tay phải cũng khá là cực đấy lúc đầu. Ủa tiên mà, tại sao phải uống nắng thì kệ nó đi, nó phát triển sao để cho nó tự rồi, nhiên tại sao tức là uống? Như này này, em thì em cũng muốn là để cháu tự nhiên, chính vì thế là ngay từ lúc bé mà khi mà bé bắt đầu hình thành những cái việc mà nắm các cái vật đồ chơi ạ thì nó sẽ tự nắm như thế này đúng không ạ? Chị đưa một cái đồ chơi nó sẽ tự nắm, rồi khi cháu 2-3 tuổi bắt đầu cháu biết cầm đồ chơi biết đẩy thì em phát hiện là con em là chơi ô tô ấy chị, rất mê ô tô thì cháu cầm xe hơi và cháu nhìn các cái bánh nó đi như thế nào thì cũng là tay trái. Lúc đó mới bắt đầu mới để ý. Để ý là con mình tay trái nhưng mà em cũng không có quá kiểu là để ý đến cái việc là con mình phải thuận tay nào. Bởi vì em nghĩ là một đứa trẻ cứ để cháu phát triển tự nhiên là đúng rồi. Theo cái quan niệm của em là như vậy. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu bé vào lớp lá chị ạ, đi học đến lớp lá bắt đầu khoảng 5 tuổi để chuyển sang lớp 1 ý, thì bắt đầu là cô giáo lúc đó thì chưa bắt là phải học, nhưng bắt đầu cho tập làm quen với các cái nét xiên. Xiên phải, nét xiên trái, nét thẳng và nét ngang. Thì em về phát hiện là cậu vẽ nét xiên vào tay trái làm nhanh đó chị. Xẹt. Trời ơi, đến khi em về em bảo là cô giáo bảo chị cố gắng về huấn luyện cho cháu hoặc tập cho cháu viết tay phải, thì mới thấy phát hiện ra là trong 30 phút đấy thì cậu chỉ viết được khoảng 4 dòng. Và trong cái nét nó buồn cười lắm chị, như con run con dế, xấu lắm. Thực sự là trong lòng, trong tâm mình thì cũng cứ suy nghĩ là chắc cũng có cần thiết phải viết. Đúng em rồi. Cũng đấu tranh lắm chị. Nếu như mà là chị thì chị cũng nghĩ kệ nó, miễn nó viết tay nào tay. Nó viết tay nào là con mình đẹp viết thôi. Phải viết tay phải không hay là phải viết tay trái không, miễn làm sao là chữ là đẹp là được rồi. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà có nhiều lý do để ảnh hưởng đến cả cái suy nghĩ, ảnh hưởng đến cả cái việc mà quyết định rèn giũa cho con cái việc đó. Có rất nhiều lý do. Nó đến từ một là từ cái môi trường của con trực tiếp, thì chính là môi trường của nhà trường.
của lớp học, của các bạn ở trong lớp, của cô giáo, rồi của mọi người. Nhiều khi là em đi xuống cho con chơi dưới khu dưới nhà ấy chị, thì thấy bé đẩy ô tô bằng tay trái, thì mọi người bảo mấy nhất là mấy cô với cả mấy bà ấy, ô thế cái thằng bé nó thuận tay trái à? Thế xong bảo dạ vâng cháu thuận tay trái, mày phải tập cho nó tay phải chứ, xong mai mốt đi học khổ không con. Đấy thì tức là như này, có nghĩa là cái quan niệm ai cũng nghĩ rằng hãy thuận tay trái phải tập qua thuận tay phải. Là phải tập qua thuận tay phải, nhưng mà em thì em chỉ nghĩ là cứ để cho con phát triển tự nhiên, cái nào mình có thể cố gắng hướng và uốn nắn con được, tất nhiên mình cảm thấy rằng là cái khả năng của con mình nó làm được và nó không gặp có quá nhiều khó khăn trắc trở trong việc đó, thì em mới đồng hành cùng với con trong chuyện đó, chứ em không mặc định là con em phải tay phải, không có. Đến giờ phút này con em vẫn viết thì tay phải, gắp đũa tay phải, nhưng mà húp thìa canh tay trái, lái xe đạp tay trái giống như em luôn, cậu ấy lái chung quanh vòng đúng bằng tay trái luôn. Rất là nhiều việc con chỉ em chỉ có nghĩ là lúc đi học mình rèn nó viết tay phải, cho nên bây giờ nó viết đúng tay rồi, phải thôi, tay phải mình thôi. Rèn nó ăn để cho nó thuận tay rồi, với rồi, những mọi người lớp, ngồi trong lớp thôi. Dạ. Còn hãy buông ra những cái gì mình không có luyện thì vẫn là tay tự trái. Vâng. Không, chị thấy vậy cũng hay chứ, em huấn luyện cho bé mà chuyển qua sử dụng được cái tay phải đó. Dạ. Thì em thấy là thật sự nó có mất cái thời gian bao lâu, và nó có thực sự khó khăn mà nó gây những cái gì nó cản trở, nó ảnh hưởng đến bé không? Bản thân con cũng trải qua những cái khó khăn khi mà con viết các cái nét xiên bằng cái tay phải thì xấu, là một cái, thứ hai là cậu ấy chỉ viết được khoảng một lúc là cậu kêu mỏi rời tay ra, mỏi mẹ ơi con mỏi quá. Thì em thật là chỉ lúc đấy mình cũng vừa sát con, nhưng mà cố gắng động viên và thôi con ạ, con viết cố cho mẹ thêm một cái hàng này rồi mẹ cho con nghỉ bao nhiêu phút đó, hoặc là em mặc định ra một ngày bây giờ mẹ con mình sẽ quy định là một ngày mẹ con mình chỉ viết có từng đấy phút thôi, con không viết được nhiều hơn cái số 4 hàng hay 5 hàng, mẹ cũng không yêu cầu, mình chỉ cần ngồi viết 30 phút thôi, mỗi ngày một tí 30 phút. Và dần dần thì em thấy con em là, tức là mình cũng phải theo dõi, em thấy con em có tiến bộ theo từng tuần, từng ngày. Cái cách thức mà mình truyền đạt cho con nó quan trọng lắm. Ví dụ như ngày trước con em là gắp đũa tay trái, mà chỉ biết cái đũa tập ăn mà nó có hai cái ngón mà kẹp một cái thun cọng ở giữa không? Đó, để kẹp để cậu ăn. Mẹ con có thể gắp tay trái được không? Em vẫn cho gắp chứ, bởi vì không phải là viết trên lớp không có nặng này, không khắt khe quá, con cứ gắp đi. Nhưng mà xong đến một ngày nào đó mẹ con đến lớp xong con ăn xong con bị vướng vào cái bạn bên này, con toàn phải ngồi ra cái giữa đầu bàn này chứ con không có được ngồi cái hàng ngang, con toàn ngồi ra giữa đầu bàn đấy, xong rồi các bạn cứ trêu con ấy, cậu ấy sẽ tự cảm thấy thôi mẹ bắt đầu từ mai con thử ăn đũa bên phải nhé. Đúng là có những lúc mình nghĩ như này, mình thấy có những cái người mà ăn tay trái chung như mình á, mình dò mình chướng mắt hay sao á, người ta gấp rất chắc chắn, nhưng mà đúng mình rồi. Con mắt mình cảm giác mình vẫn cảm giác mình dò mình này nó gấp trong ngoe trong quậy, nó cứ rớt lên rớt xuống mà sao nó không đổ cái tay phải, nhìn nó chướng mắt khủng khiếp. Yeah. Nhưng mà thật sự là người ta rất là chắc chắn, đúng mà vẫn chạy y như mình thôi, và người ta cũng chắc chắn là cái vị trí ngồi người ta sẽ ở đâu. Còn đồ bà để xây ra ngoài không đụng ai. Dạ, hết dạ, sau một thời gian dài không có viết tay trái nữa, chỉ toàn viết tay phải không, thì bây giờ nó còn viết tay trái được không? Em chưa thử, nhưng mà bây giờ con em hoàn toàn là viết tay phải đấy. Chính từ trong cái suy nghĩ bản thân, từ cái tâm lý của cháu cũng bị, tức là gì, có thể là do lên trên lớp cô giáo nói là con về cũng phải viết phải tay viết. Phải đi đấy nhé, là cậu đã sợ rồi, để cái áp lực nữa. Đó, áp lực rồi. Cái thứ hai là có thể các bạn ở trên lớp thấy cậu viết tay trái thì cười chê chẳng hạn, mẹ ơi bạn ấy bảo con viết tay trái, bạn ấy bảo con là ô sao bạn kia lại viết tay trái, tức là có nhiều những cái lý do ở bên ngoài do cái môi trường của bé về cũng làm cho bé bị tâm lý. Nên là khi con em mà không viết được cái nét bên tay phải đẹp ấy, cậu về cậu khóc. Cậu khóc không phải bởi vì cậu viết xấu, mà cậu cảm thấy là cậu có cái gì đó nó không bình thường, nó có một cái vấn đề gì đó, tự cậu cảm thấy tự ti trong chuyện đấy. Và em thì em cũng sẽ giải thích và nói chuyện với con. Cái thời điểm đó con nói chuyện bình thường mà, mẹ ngày xưa cũng trước cái tay trái con không thấy, bây giờ con thấy mẹ lái xe tay trái siêu chưa. Nhưng mà bây giờ theo như em nghĩ, tại vì em là cái người trong cuộc đã trải qua những khó khăn của bản thân mình cũng như với cùng con, lý do tại sao người ta nghĩ rằng cứ thuận tay trái thì là phải tập làm sao cho nó thuận tay phải mà ta không để tự nhiên như vậy? Em nghĩ là đầu tiên thì là phải công nhận được rằng cái số lượng người thuận tay trái thì ít. Nó là số ít. Thì khi mà nó là số ít thì bạn vô hình dung sẽ thành cái tâm điểm và cái sự chú ý của người khác nếu khi bạn đứng trong đám đông, bởi vì bạn là số ít mà, thì chắc chắn là người ta sẽ để ý rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe họ nói như thế nào về vấn đề này. Dạ. Rồi xin mời em. Người mà thuận tay trái mình buộc người ta sử dụng tay phải thì nó sẽ tăng cái áp lực là gì, người ta phải chú ý nhiều hơn, nó làm việc gấp đôi cái những người cái thuận tay ngược lại. Người ta phải tập trung chú ý, người ta phải luyện tập hơn. Và trong các quá trình nó làm cho những cái trẻ nó dễ bị stress hơn. Mình có thể hướng dẫn thêm cho các bé, nếu như bé nào có thể chuyển qua tay phải hoặc là sử dụng cả hai tay được á, thì rất là thuận tiện cho các bé sau này. Còn nếu như không được á, thì mình cũng không ép.
đa số dân thì là thuận tay phải hết, nhưng mà một vài bé, tức là cái tỷ lệ thuận tay trái nó ít hơn, thì chắc chắn nó sẽ có những cái điều đặc biệt khác. Và nhiều cái nhà khoa học hay nhà kỹ nhân cũng có những người là thuận tay trái. Người ta đã nghiên cứu khi cái bộ não của mình nó gồm hai bán cầu đại não thì khi mình mọi sự hoạt động của cái não thất bên nào mà hoạt động mạnh thì nó sẽ chi phối qua cái tứ chi ngược lại, tay trái chân trái nó sẽ được điều khiển của bán cầu phải, và khi mọi cái vận động bên nửa bên tay phải thì nó được điều khiển chi phối tại nửa bán cầu trái. Tại sao? Tại là cái vùng vỏ não nè ở cái thùy trán, cái thùy trán là cái thùy nó phát triển về mặt ngôn ngữ nè, về mặt khéo léo nè. Đó, thật sự là trước chị cũng, chị Tường cũng có đi làm một cái chương trình gì đó đại loại về bên toán học đồ này kia. Thì người ta có nói là mình có hai cái bán cầu não. Đúng rồi. Hiện tại nó có những cái lớp học gì đó để giúp cho trẻ để hoạt động được hai bán cầu não. Thì nếu như cái bán cầu não bên trái mình hoạt động nhiều hơn thì cái tay phải mình sẽ thuận. Đúng rồi. Còn bán cầu phải thì bên trái nó thuận. Có một cái việc này chị không biết là biết không, tức là em thấy là có một số những người mà người ta rất là giỏi, một số những thiên tài ấy. Thì đúng rồi ạ, người ta có vẻ như là bắn cầu não phải và cái tay trái người ta hoạt động rất tốt. Để Tường sẽ cho chị em coi một cái số liệu này. Hơn 90% dân số trên thế giới thuận tay phải. Tuy nhiên có những nhân vật nổi tiếng nằm trong số 10% còn lại, khiến bạn có thể tự tin rằng ít nhưng vẫn chất. Hãy xem những nhân vật tầm cỡ trên thế giới sau đây đều là những người thuận tay trái. Thật thú vị phải không? Thật là một con số đáng nể. À hay vậy ta. Hồi tối lập tức về luyện cho con mình tay trái lại. Không phải không luyện, tức là hối hận là đã luyện tức là em chỉ có con em chỉ em nhớ là chỉ có gắp đũa và viết thôi, còn mọi thứ hoạt động là con em vẫn đều sử dụng tay trái đấy. À cho nên là đừng có triệt tiêu cái khả năng sử dụng tay trái của con. Đó, điều nói đi thì nói lại thôi, thật sự là hồi nãy giờ mình xem là những con số đa số là những người coi như là những thiên tài đều là thuận tay trái, nhưng mà nó cũng không có nghĩa rằng tất cả những ai thuận tay trái thì đều là thiên tài. Nói chung là mình phải luyện tập thêm nữa. Hãy hướng con là nếu những cái điều gì đó con gặp khó khăn thì cha mẹ sẽ là những người đồng hành cùng với con. Nhưng tuy nhiên Yến vẫn muốn nhấn mạnh lại một điều rằng nếu như con thực sự không có khả năng làm điều đó thì chúng ta đừng có gượng ép. Bởi vì có rất nhiều thiên tài trên thế giới như chúng ta vừa xem cái phóng sự đấy ạ, họ vẫn rất là thành công trong cuộc sống khi họ thuận tay trái. Hãy nghĩ như vậy thì điều đó là cái điều nên làm. Đúng rồi. Cảm ơn Hải Yến rất là nhiều về buổi chia sẻ thú vị ngày hôm nay. Vị khách mời rất là cứu cánh cho các Tường, nếu không thì chương trình hôm nay đã không còn thú vị nữa bởi vì không có một nhân chứng sống, đúng không? Cảm ơn Hải Yến rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.